Chào mừng bạn đã tới khóa học PHP Basic. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là từng bước để chúng ta học về cái ngôn ngữ lập trình PHP này nó như thế nào. Đầu tiên là các cái ngôn ngữ mà các bạn cần phải chuẩn bị trước khi chúng ta bắt đầu học về ngôn ngữ lập trình PHP này là các ngôn ngữ như HTML, CSS, JS và jQuery. Nếu các bạn biết được Bootstrap này thì nó chính là một cái lợi thế, bởi vì trong cái quá trình làm demo tôi cũng hay dùng đến Bootstrap để cho nó tiện thiết kế ra các phần giao diện cho nó đẹp và trực quan. Tiếp đó là các bạn chuẩn bị cho tôi là các cái công cụ lập trình. Thì các bạn có thể sử dụng một trong bốn cái công cụ này đều được hết. Tôi thì hiện tại đang sử dụng đến thằng Supply Text này để hướng dẫn và làm trong phần video này. Và một cái điều quan trọng nữa là các bạn cần phải cài đặt một cái môi trường về thằng Sam này. Đấy, thì các bạn cần cài đặt lên. Thì đầu tiên các bạn có thể vào Google. Các bạn có thể gõ thằng Sam PP này. Đấy, sau đó các bạn có thể vào đây. Các bạn download một cái phiên bản của thằng Sam PP mới nhất về. Các bạn cài đặt nhé. Thì các bạn chú ý là để sau khi mà để chạy được chương trình này thì yêu cầu là sau khi cài đặt Sam này xong thì các bạn cần phải vào cái mục trong ổ C của bạn ấy, còn trong máy Mac của tôi thì nó là trong thư mục này. Thì các bạn cần bật cái bộ control panel này lên, sau đó là các bạn start các cái môi trường của nó. Thì các bạn chú ý này, để các bạn có thể chạy được cái thằng PHP thì yêu cầu là các bạn cần phải bật thằng Apache web server này lên. Còn sau này khi mà tôi có cái bài hướng dẫn về lập trình kết nối thằng PHP với thằng MySQL thì yêu cầu các bạn bật cả thằng này lên, thì hiện tại tôi lập trình thì tôi bật luôn. Rồi. Tiếp đó là các bạn chú ý là cái mã nguồn của bạn ấy thì các bạn để trong thư mục htdoc này nhá. Thì giả dụ như trong cái dự án này tôi đang tạo ra một cái folder là thằng PHP Basic này. Đấy, thì các bạn chú ý là code các bạn để hết vào trong đó. Rồi. Thế thì đây là tất cả những cái từ môi trường đến công cụ lập trình và các ngôn ngữ cần chuẩn bị trước để học ngôn ngữ này thì tôi đã hướng dẫn. Và hôm nay là trong cái phần bài học hôm nay thì là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các cái mục sau là 4 là các cái phần kiến thức trong bài học. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về các cái mục của thằng get và thằng post. Thì các bạn biết đấy, thì tất cái thằng get và thằng post này nó được ứng dụng ở đâu thì các bạn khi mà học về môn ngữ HTML, CSS thì các bạn thấy là các bạn khi học về phần thiết kế form này, thì form này nó ý mục đích của nó xây dựng ra là để cho các bạn nhập dữ liệu, sau đó là các bạn gửi dữ liệu lên trên thằng server. Thì trước nếu mà các bạn chỉ học về thằng HTML, CSS thì các bạn chỉ mới gọi là khởi tạo ra phần giao diện thôi. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể giao tiếp giữa trình duyệt web với server PHP của các bạn thì các bạn phải thiết kế form này chẳng hạn. Sau đó các bạn sử dụng các cái phương thức là GET hoặc POST này, GET hoặc POST này để các bạn thực hiện gửi nhận dữ liệu lên. Và tiếp nữa là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thành phần cơ bản nữa là trong phần header này trong thằng lập trình PHP nhé. Đầu tiên để lập trình về PHP các bạn khởi tạo ra một file mới. Các bạn chú ý này, thì các bạn có thể đánh một cái file là index.php chẳng hạn. Rồi, thì khi mà lập trình bằng ngôn ngữ lập trình PHP ấy, thì các bạn có thể nhúng mã PHP với mã HTML vào chung. Giả dụ ở đây là tôi muốn xây dựng ra một cái thằng giao diện này nữa thì PHP chẳng hạn. Basic. Thì những cái mục này nó liên quan đến kiến thức của thằng HTML tôi sẽ không giới thiệu nữa. Thì các bạn cố gắng, những bạn nào chưa biết thì cố gắng tìm hiểu và mày mò thêm nhá. Rồi, bên cạnh đó là tôi sẽ sử dụng đến thằng Bootstrap này để tôi thực hiện cái quá trình thiết kế giao diện cho nó nhanh lên. Thì cái chỗ này là cái phần khi các bạn học về thằng Bootstrap jQuery, các bạn nhúng các cái bộ thư viện của nó vào thôi. Thì đây là các cái thư viện dành cho thằng Bootstrap, thì tôi nhúng luôn vào thì nó cũng khá là basic thôi.
Rồi, nếu như bạn nào chưa biết về nó thì các bạn có thể xem các cái mục video về thằng Bootstrap của tôi, hay là những cái mục về Bootstrap jQuery, hay là những thằng HTML CSS trong các cái mục video trong kênh của tôi cũng có up rồi, thì đây là tôi sử dụng luôn. Thế thì đầu tiên là giả dụ như tôi thiết kế ra một cái form đăng ký chẳng hạn, để thực hiện cái quá trình đăng ký thông tin người dùng và thực hiện cái quá trình gửi lên server như thế nào. Rồi, thế thì đầu tiên các bạn chú ý này, tôi sẽ thiết kế ra một cái form ở đây. Đấy, thì trong cái form này khi các bạn học về nó rồi thì các bạn chú ý là ở đây các bạn có thể điền ra cái bộ phương thức ở đây. Là thông thường khi mà các bạn học ấy, thì ở trong chỗ này nó sẽ có hai bộ phương thức là get support, get report. Thì tôi lát nữa tôi sẽ giới thiệu và giải thích làm thêm cái chỗ này. Và cái chỗ action này, các bạn chú ý này. Trong cái phần action này, nếu như các bạn thực hiện cái quá trình là nhét một cái đường dẫn vào chẳng hạn. Giả dụ ở đây tôi cho luôn một cái phần xử lý process về cái phần form này để làm cho nó tách biệt. Thì để làm được cái thằng này thì tương tự các bạn cần phải tạo ra cho tôi là một cái thằng file PHP này nha. Rồi, tiếp tục như thế này là xong. Và bây giờ giả dụ tôi lấy một cái đoạn code về thằng thiết kế form cho thằng Bootstrap cho nó nhanh. Giả dụ các cái thông tin tôi cần nhập là chỉ cần là họ tên thôi, full name, thì các bạn sửa cái ID ở đây là full name. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn mấy cái này để cho các bạn lập trình tránh các cái lỗi basic của nó. Rồi, giả dụ tôi nhập thêm một cái thông tin nữa là về địa chỉ thôi, tôi chỉ cần ba cái thông tin này thôi, chỉ là làm cái bài test để cho các bạn hiểu nó là cái gì thôi. Rồi tiếp tục các bạn tạo ra một cái bức tường. Rồi các bạn có thể dùng các class ở đây. Đây là các cái thẻ trong thằng Bootstrap thôi, để lập trình cho nó nhanh. Nếu bạn nào không biết thì chúng ta cố gắng mày mò vào thêm nhé. Rồi ok, sau như thế này là các bạn đã thiết kế xong cái phần giao diện của thằng HTML rồi. Bây giờ các bạn chỉ làm nhiệm vụ chạy nó lên thôi. Thì ở đây nó là môn PHP Basic của tôi. Thì các bạn chú ý này, giả dụ như cái này thì các bạn đã thiết kế ra xong một cái form khá là đơn giản trong cái phần nhập dữ liệu rồi. Giả dụ các bạn nhập dữ liệu ở đây. Đấy, nó ra các thông tin này chẳng hạn, các bạn thực hiện có quá trình đăng ký. Thì các bạn chú ý cho tôi này, khi các bạn ấn Submit ấy, thì nó sẽ làm nhiệm vụ. Đây các bạn hình dung này, thì là ở trong cái chỗ này là action, là cái đường link của nó là process form. Các bạn để ý nhé, sau khi ấn Submit form nó sẽ gửi vào đây. Tiếp đó là các bạn để ý này, các bạn phân biệt cho tôi là thằng ID và thằng name này. Thì những cái dữ liệu trong form mà gửi lên server ấy, thì nó sẽ lấy cái tên ở trong cái thằng name này, cái ID này chẳng qua là tôi đặt đang trùng với thằng name thôi. Nên các bạn chú ý là nó là cái thành phần này rất là quan trọng. Nếu như trong từng cái mục input này của bạn mà không có cái thẻ name ấy, thì coi như là cái dữ liệu đó các bạn nhập vào nó không hiển thị lên. Tôi ví dụ nhé, giả dụ tôi đặt ở đây thành một cái thuộc tính khác để cho các bạn thấy là nó không còn cái thuộc tính name nữa, thì lát nữa các bạn submit dữ liệu lên nó sẽ không có. Nó khá là quan trọng nên khi lập trình các bạn cần phải chú ý cái vấn đề này. Giả dụ ở đây tôi thực hiện cái quá trình ở đây, tôi nhập vào, tôi gửi dữ liệu lên, thì các bạn để ý này, rõ ràng là khi mà không có thuộc tính name các bạn không gửi được dữ liệu lên nhé. Nên chú ý cho tôi là trong mục này cái phần name, trường name, thuộc tính name này cực kỳ quan trọng. Rồi thì các bạn chú ý
Đấy là một cái thành phần. Thì khi các bạn sử dụng phương thức ghép này thì các bạn để ý nhé. Đây, khi tôi ấn vào Submit thì đây là cái dữ liệu ở trên này, nó đẩy hết lên trên đây. Thì lúc đấy cái thằng full name là key full name này, là chia tên là chữ Điệp Trần Văn chẳng hạn, email này, rồi address này. Thì các bạn chú ý tất cả những cái trường đó là do các bạn đang sử dụng các phương thức về get này để các bạn đẩy dữ liệu lên. Vậy thì có nghĩa get nó đẩy lên cái đường link này, các bạn chú ý nhé. Thế thì thông thường khi mà các bạn login ấy bằng Facebook hay các bạn đăng ký tài khoản trên Facebook, các bạn thấy chả bao giờ nó có cái đường link mà để như thế này đúng không, mà nó lại ẩn đi ấy, các bạn không nhìn thấy. Thế thì thông thường cái phương thức đó người ta dùng là gì, thì các bạn chú ý cho tôi là lúc đấy người ta dùng là theo kiểu post nhé. Thì đây, giả dụ khi tôi cũng nhập dữ liệu như thế này nhưng tôi sử dụng cái phương thức là post, thì các bạn để ý này, submit lên, rõ ràng các bạn thấy nhé, ở đây là không có cái dữ liệu ở trên, thì như thế chúng ta che giấu được cái phần thông tin này đi. Thì cái cách lập trình thì các bạn chú ý cho tôi là chúng ta sẽ chỉ dùng get trong những trường hợp mà những cái dữ liệu nó không quan trọng, như kiểu là về bài toán phân trang, hay là còn những cái bài toán liên quan đến bảo mật, secure, login, đăng ký dữ liệu người dùng, thì các bạn sử dụng phương thức post để các bạn đẩy dữ liệu lên nhé. Rồi, thế thì cái quan trọng là bây giờ chúng ta mới thiết kế và tìm hiểu xong ở cái tầng front end thôi. Thế thì bây giờ bài toán đặt ra là làm thế nào để chúng ta đón nhận được các cái dữ liệu từ phần front end này đẩy lên server như thế nào. Thì các bạn chú ý cho tôi là dữ liệu thì tất cả như cái phần bạn thiết kế, các bạn nhìn nhé. Thì cái chúng ta đang dùng cái thằng process form này để nhận dữ liệu đúng không? Thế thì các bạn sẽ nhận dữ liệu nó ở đây, thì khai báo ở đây cho tôi. Thì các bạn chú ý này, nếu như trong cái phần tài liệu PHP của bạn chỉ có chứa toàn bộ code là mã nguồn PHP thì các bạn có thể dùng cái dấu này và không cần dấu đóng nha. Rồi các bạn có thể viết như thế này, thì các bạn chú ý này, đầu tiên là toàn bộ cái dữ liệu của nó thì bao giờ thằng post nó cũng sẽ được nằm trong cái biến này này của các bạn này. Biến này là biến môi trường do thằng PHP nó cung cấp rồi, các bạn chỉ cần để cái này thôi. Thế thì cái quan trọng là làm thế nào để các bạn có thể xem được toàn bộ cái thông tin trong cái thằng post đó, thì các bạn có thể dùng câu lệnh là vadum này, các bạn truyền như này vào. Đấy, các bạn để ý nhé, là nó sẽ đâm hết tất cả những cái dữ liệu mà các bạn có từ trong lệnh post thôi. Ví dụ tôi gửi dữ liệu lên đây, thì các bạn để ý này, toàn bộ dữ liệu nó nằm ở đây, nó là một mảng thôi. Thì các bạn có thể xem ở dạng view short code này, thì các bạn thấy đây là các phần dữ liệu của nó nhé. Rồi ok, thế thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu trong thằng này ra như thế nào. Thông thường có rất nhiều bạn sẽ làm bài toán theo cái cách này, là tôi sẽ làm ví dụ, sau đó tôi sẽ sửa cho các bạn là full name post, các bạn truyền nó vào là full name như thế này. Rồi tiếp tục là đến abstract. Rồi tiếp tục là đến thằng email. Rồi các bạn chú ý nhé, đây là các cái phần dữ liệu của nó, đúng không? Thế thì đây là phần vadum là để hiển thị toàn bộ dữ liệu ra màn hình cho các bạn có thể dùng để test hoặc là debug thôi nhé, chứ không chúng ta ít khi dùng nó. Rồi, để hiển thị cái dữ liệu của cái thằng này ra màn hình bằng PHP, các bạn dùng câu lệnh gì? Các bạn dùng cho tôi câu lệnh echo này nhé. Ví dụ như ở đây là full name, các bạn gõ. Đấy. Rồi, thế thì cái quan trọng là các bạn khi các bạn học về cái thằng PHP, các bạn chú ý cho tôi. Đây, tôi làm một cách thông thường nữa, là các bạn echo từng cái một. Về sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nối lại thành một dòng sao cho nó dễ nhé. Chẳng hạn là ví dụ như thế này trước đã. Đây, như thế này là các bạn đang hiển thị ra được tên rồi. Tiếp tục các bạn hiển thị các cái thành phần còn lại là địa chỉ address. Rồi, email. Rồi, các bạn để ý đoạn code này nhé. Rồi, tôi quay lại cái phần này, tôi nhập dữ liệu xong rồi thì các bạn để ý này, dữ liệu của chúng ta đã được in xong đúng không? Bây giờ tôi tắt cái thằng vadum này đi. Rồi, tôi đẩy dữ liệu thì các bạn để ý này, đây, full name là Điệp Trần Văn, address Hà Nội và email của tôi là chanvandiep.it@gmail.com. Thì như thế này các bạn đã lấy được dữ liệu rồi. Nhưng làm như thế này các bạn sẽ gặp lỗi trong trường hợp sau. Giả dụ
Các bạn vô tình ấn refresh ở đây. Đây các bạn refresh theo cách này các bạn chọn. Đây, rõ ràng các bạn sẽ thấy là lỗi trên dòng 4, 5, 6. Tôi nghĩ 100% là ai bước vào con đường lập trình PHP, cái lỗi này các bạn không thoát được đâu. Dù basic hay đến nâng cao thì các bạn đều dính hết. Sau chẳng qua là dựa vào kinh nghiệm thì các bạn sẽ không còn gặp các lỗi đó. Thế bây giờ giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thì thông thường trong phần PHP nó có cái lệnh gọi là lệnh exception này, để giúp các bạn kiểm tra xem là cái biến đó có tồn tại hay không, phần tử đó hay không. Giả dụ như ở đây là có tồn tại full name hay không. Nếu tồn tại thì tôi mới thực hiện cho cái lệnh ở trong này. Đấy. Thì thông thường là kiểm tra chuẩn của nó là các bạn phải kiểm tra từng các cái thành phần này một. Nhưng do đây chính là cái bài toán cụ thể, các bạn xác định rõ là nếu mà tồn tại thằng này thì nó sẽ tồn tại luôn cả hai thằng biến là address của email rồi. Do đó các bạn có thể dùng luôn một cái này cho tiện cũng được. Đấy là trong cái bài toán của bạn nhé. Rồi đây các bạn để ý này, nó sẽ không còn gặp lỗi nữa nhé. Thì nó không có dữ liệu. Rồi ok, bây giờ giả dụ quay sang đây thì có, các bạn refresh lại, các bạn cancel này đi. Các bạn làm như thế này thì rõ ràng không có dữ liệu đúng không? Là bởi vì không có cái dữ liệu truyền lên. Thì với cái cách xử lý này thì nó sẽ an toàn về mặt toàn bộ phần dữ liệu của các bạn. Đấy. Rồi, tương tự đây là cái bài toán về xử lý trong phần post. Thế thì bây giờ xử lý với thằng get thì các bạn làm như thế nào? Các bạn chỉ cần sửa lại ở đây là get thôi. Thì rõ ràng nếu mà các bạn sửa ở đây lại thằng get chẳng hạn, thì khi mà các bạn dùng lệnh ở đây này thì các bạn sẽ thấy được là cũng không có dữ liệu đúng không? Thế thì cái lệnh dump này của bạn đưa ra cũng không còn ý nghĩa nữa. Đấy, là mảng rỗng. Thế thì dữ liệu trong thằng post thì bao giờ nó cũng sẽ nằm trong lệnh get này. Đấy, các bạn để ý comment cái này lại. Thì các bạn chú ý nhé, để comment nó bạn ấn control gạch ngang cái là nó sẽ comment lại thôi. Vì đây câu lệnh đấy sẽ không được xử lý nhé. Rồi đây, thì các bạn chú ý này. Như thế này các bạn sẽ nhìn được cái dữ liệu của nó ở đây. Rồi, thế thì bây giờ làm thế nào để các bạn lấy được cái dữ liệu trong thằng get đó? Thì thực ra các bạn này, tôi có thể copy code y nguyên. Các cái vấn đề lỗi liếc giống như thằng post nên tôi không nói lại nữa. Là các bạn truyền get ở đây. Các bạn chỉ cần sửa get post thành get thôi. Thế là xong. Giả dụ các bạn chạy chương trình ở đây. Đây, nó sẽ in ra luôn. Nha. Đây, in ra luôn. Như thế này là xong. Đấy. Thế thì trong bài toán giả dụ, đây là các bạn đã hiểu được là thằng get là gì rồi, thằng post là gì rồi. Thế thì có một cái vấn đề nữa là trong thằng PHP nó sẽ giúp cho các bạn là lưu trữ thông tin của thằng post và thằng get chung một chỗ, thì nó chính là thằng request. Thì đây các bạn có thể comment cái, đây tôi sẽ copy lại một đoạn này để tôi làm với cái ví dụ kia. Thì các bạn chú ý này, cái này chúng ta có thể comment hết cái đoạn code này, này nó như là cái bài ví dụ học mẫu cho các bạn thôi. Thì ở đây nó là thằng request, các bạn chỉ cần thay thế vào đây. Đấy. Thì các bạn chú ý này, các bạn làm như thế này nó cũng ra dữ liệu. Đấy. Tải như này cũng ra dữ liệu. Và trong trường hợp các bạn sửa ở đây nó là thành post thì nó cũng đều lấy được nha. Đấy, vẫn lấy được. Thế thì nhiều bạn sẽ hỏi tôi một câu hỏi là vậy thì là chúng ta nên dùng request thay cho post hoặc get đúng hay không? Thì tôi nghĩ là sau này khi các bạn lập trình, các bạn có kinh nghiệm rồi, các bạn sẽ hiểu về bảo mật rồi ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ biết được là lúc nào dùng get, lúc nào dùng post hay là dùng request, chúng ta ứng dụng nhuần nhuyễn nó vào thì là cái phần kinh nghiệm. Thì cái này tôi nghĩ là để cho các bạn dần dần sẽ ngộ ra nhé. Sau khi các bạn có kiến thức basic rồi, lúc đấy có thể quay lại và tôi sẽ giải thích sau. Rồi, nhìn chung như thế này là tôi nghĩ các bạn đã có cái kiến thức cơ bản trong xử lý thằng get hoặc thằng post rồi. Các bạn chú ý đây là tôi xử lý là đang tách biệt giữa thằng code của thằng PHP và thằng HTML CSS ra. Thì đây là nó khá là tách biệt. Thì lập trình thật của nó thì người ta cũng thích dùng chỗ đó. Nhưng mà đôi khi là cái code này này, nó cái phần code PHP này, người ta sẽ nhúng trực tiếp trong thằng HTML nữa. Thế thì để xử lý bài toán đấy theo cách 2 thì tôi làm như thế nào? Thì giả dụ tất cả các phần code này tôi sẽ thực hiện cái quá trình là không gửi vào cái thằng post form nữa, mà
mà tôi để trống thì có nghĩa là sao? Khi tôi gửi yêu cầu get report ấy, đẩy lên trên server theo cái cách này thì nó sẽ gọi đến trực tiếp chính nó là thằng index.php, thì do đó các bạn có thể copy email với lại code này. Các bạn có thể thực hiện những quá trình là đây, viết đây. Các bạn chú ý là do khi mà chúng ta viết code lẫn giữa thằng PHP và HTML thì các bạn chú ý này là bạn phải có thể mở của thằng PHP và thể đóng vào cái thằng này. Nếu không có nó là các bạn sẽ lỗi chương trình. Sau đó các bạn có thể copy vào đây. Bây giờ các bạn chạy chương trình lại. Rồi các bạn chú ý này, các bạn gõ vào đây. Các bạn thực hiện quá trình đăng ký. Thì đây, rõ ràng là dữ liệu nó được gửi ở đây, vào đây. Nhiều bạn sẽ hỏi tôi là thế thì thứ tự xử lý của thằng PHP và thằng HTML, CSS trong cái file index.php này nó là như thế nào? Các bạn hiểu nôm na thôi, chương trình nó dịch một cách tuần tự. Thì có nghĩa là nó cứ đọc ở trên đây, đọc đến đâu thì nó xử lý đến đó. Đây, các bạn cứ đọc từ đọc cho tôi thứ tự từ 1 cho đến 48 này. Thì đấy là cái ý nghĩa xử lý trong code của thằng PHP nó cũng như thế. Giả dụ khi các bạn refresh ở đây này, các bạn refresh bình thường mà chưa có gửi dữ liệu lên thì nó vẫn chạy qua đây, nhưng có điều là lúc đấy cái thằng này nó sẽ trả về false, do đó nó không xử lý code ở đây nên nó không có lỗi, do đó nó cứ chạy ở đây nó gen ra thôi. Còn khi các bạn thực hiện quá trình submit dữ liệu chỗ này, các bạn đẩy lên thì nó vẫn gọi lại cái thằng index.php một lần thôi, nhưng có điều là lúc đấy nó gọi lại thì ở chỗ này này, nó lại bằng chu thì nó lấy được dữ liệu đây, nó hiển thị ra và sau đó nó thành kết quả như thế này nhé. Đấy là cái kiến thức cơ bản nhất trong cái phần này. Rồi, nhìn chung là xong. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách là mở các cái phần này lại cho nó ngắn gọn. Thì các bạn chú ý là cái cách cổ chuỗi trong thằng JS hay là các ngôn ngữ jQuery các bạn dùng ấy, thì nó là dấu cộng. Nhưng chú ý cho tôi là trong thằng này nó là dấu chấm, là nó thực hiện quá trình nối các cái chuỗi lại như thế này nhé. Các bạn mà dùng sai là lỗi như chương trình. Rồi, đây, các bạn dùng cẩn thận cho tôi như thế này. Đây, đây là cái cách mà tôi đang hướng dẫn cho các bạn nối nhé. Thì như thế này, là về sau các bạn có thể chạy chương trình một cách rất là bình thường thôi. Đấy, các bạn chạy ở đây, bạn submit dữ liệu lên đây, nó cũng ra kết quả. Thì cái cách này nó ngắn gọn thì thông thường người ta sẽ hay dùng. Còn tất nhiên là có thể gộp luôn cả ba dòng này lại một cũng được. Thì cái đấy để cho các bạn làm ví dụ nha. Rồi ok. Giả dụ nhân tiện ở đây tôi giới thiệu luôn cho các bạn về thằng get và thằng header. Thì các bạn có thể lên trên mạng, các bạn search cái ra luôn thôi, là có thể là header pp.v3school, cái nó ra luôn cái trang này. Thì các bạn có thể vào trang này để tìm hiểu. Thì trong cái phần này nó có rất nhiều, thì bạn hiểu nôm na là header là cái phần dữ liệu mà nó được trả về cho phía người dùng ấy. Thì ở đây lập trình basic tôi sẽ không hướng dẫn chuyên sâu, thì khi mà nói về phần sau có thể là cái hết thúc cái phần basic này tôi có thể là hướng dẫn cho bạn nâng cao hơn, hoặc là trong cái bài về học về cookie hoặc section tôi sẽ hướng dẫn. Thì các bạn chú ý này, phần header này thì nó sẽ được trả về ở trong đầu của trang web. Các bạn chú ý là khi mà gửi dữ liệu nó gửi về cho trên frontend ấy, là trình duyệt web này, nó sẽ trả về phần header và phần body. Thì cái phần này là cái phần trả về nhá. Thì cái này sau này tôi nói qua thôi, giới thiệu bây giờ chắc là hơi khó. Thì các bạn chú ý, trong đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái thành phần rất là quan trọng là thằng location này, header location này. Nó là cái gì? Thì các bạn chú ý cho tôi là giả dụ khi các bạn đang ở trang web này, các bạn muốn cho nó nhảy sang một trang web khác chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh header ở đây, giả dụ như này, các bạn gõ location dấu hai chấm phát, xong các bạn muốn cho nó trỏ tới một cái trang nào đấy, giả dụ như là Buset luôn đấy chẳng hạn nhé, tôi cho câu lệnh ở đây, hoặc tôi cho cái trang welcome này. Rồi welcome.pp, giả dụ ở đây tôi cho một cái đoạn nguyên bằng HTML thôi. Tutorial. Giả dụ ở đây cho câu lệnh đơn giản là welcome.
là giả dụ như thế này. Thì các bạn giả dụ như ở đây các bạn sau khi người ta submit file, các bạn sẽ cho nó nhảy sang trang welcome luôn chẳng hạn. Thì nó như thế này. Đấy, các bạn chú ý là cái kết thúc lại phải có dấu chấm phẩy nhé, nếu không sẽ lỗi chương trình. Giả dụ ở đây, nếu như người dùng, các bạn có thể kiểm tra thêm cái điều kiện chẳng hạn như là if, nếu như mà giả dụ thôi, check là full name mà bằng dòng chữ GoPisoft chẳng hạn, sau đó các bạn cho nhảy sang trang này nhé. Thì bây giờ giả dụ chạy chương trình. Đây. Rồi, nếu mà các bạn gõ bình thường như thế này thì nó như nhảy ra trang bình thường, nhưng mà giả dụ ở đây tôi lại sửa thành chữ GoPisoft. Các bạn click vào đây, nó nhảy sang trang welcome luôn. Thì đây chính là cái phần kiến thức cơ bản của nó nhé. Rồi. Trong cái quá trình nghe giảng, các bạn có cái thắc mắc gì hay câu hỏi gì thì các bạn comment ở phía bên này cho tôi nhé. Và rất hy vọng là các bạn có thể đăng ký subscribe kênh của tôi, hoặc là đăng ký là thành viên trong nhóm của thằng Đại học Lập trình từ A đến Z. Thì trong cái phần này tới từng cái môn nào thì tôi có thể là sẽ hướng dẫn qua cho các bạn về từng môn. Thì bước đầu tiên là môn PHP Basic. Rồi, cảm ơn các bạn.